Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiện lễ xin kính chào toàn thể cô bác anh chị Phật tử gần xa trên mọi miền đất nước. Hôm nay thiện lễ có xem được một cái video mà thấy của một cái bài đăng mà nói về Thượng tọa Thích Nhật Từ. Cúng dường online, tạo app để cúng dường online để được Phật phù hộ. Sau đây mời quý vị xem lại cái đoạn video mà của một YouTube đã quay lại khi Thượng tọa thuyết giảng nha. A Di Đà Phật, mời quý vị. Mang tên đó là Viếng Chùa Hòa Lạc, thì tôi rất là tán dương người đã tạo ra app này với ứng dụng Viếng Chùa Hòa Lạc của chúng tôi. Phần nào giúp cho bạn cảm giác được không gian thờ Phật, giúp bạn dâng hương niệm Phật ngay trên chính chiếc điện thoại của mình. Ứng dụng Viếng Chùa Hòa Lạc có các chức năng nổi bật như phân chia hệ thống thờ các vị Phật, các vị tôn giả theo vùng miền để người dùng có thể dễ dàng viếng khấn nguyện, hỗ trợ thắp hương cho Phật cầu nguyện, tịnh tâm khấn vái theo tiếng tụng niệm về Phật, giao diện thờ tự trang nghiêm. Khi cài ứng dụng này, mọi người có thể đến viếng thắp nhang rất nhiều ngôi chùa trên cả nước. Đặc biệt, người dùng có thể nạp tiền vào app để được phù hộ. Với mức nạp 20.000 đồng, thí chủ sẽ được phù hộ trong một ngày. Nạp 50.000 đồng sẽ được bình an trong một tháng. Mua gói càng lớn thì ưu đãi càng cao. Và app đó có kêu gọi người ta đóng góp cái nguồn kinh phí bằng cái sự tự nguyện đi nữa, thì điều đó cũng là hợp pháp. Không phải bắt buộc lắm. A Di Đà Phật. Trước khi mà cho con có ít lời, con xin sám hối trước Thượng tọa nha. Mô Phật. Quý vị Phật tử và tất cả các kênh YouTube và cộng đồng mạng có nghe lời của Thượng tọa nói không? Nạp tiền với mức nạp 20.000 là được phù hộ một ngày. Nạp với mức 50.000 là được phù hộ một tháng. Còn nạp mệnh giá càng cao thì được bảo vệ càng lâu, phù hộ càng lâu. Kính thưa Thượng tọa và kính thưa tất cả cô bác Phật tử trên mọi miền đất nước. Sau đây con chỉ có ít đôi lời để gửi đến Thượng tọa và gửi lời đến tất cả các quý vị Phật tử đang xem trên kênh YouTube của con. Mô Phật, Thượng tọa ơi. Sao con thấy Thượng tọa đăng cái bài thuyết giảng nào con cũng thấy là nó trái nghịch với cái đạo Phật. Trước thì kêu cúng dường chuyển khoản. Đó, qua một đợt cúng dường chuyển khoản thì sao? Thì bây giờ thiện Thượng tọa phải tìm cách như thế nào để lập ra cái app để khuyên cái người Phật tử đấy sao? Cúng dường vô đó mà cúng dường bằng cách nạp nạp thẻ hả? Nạp tiền vào app để được Phật phù hộ. Rồi những người mà người ta nghèo quá, người ta không có tiền, rồi lấy đâu mà nạp? Vậy là Phật không có phù hộ. A Di Đà Phật. Thầy ơi, con coi nhiều cái video mà con thấy bà con dùng cao, dùng sâu, dùng xa mà họ không có cái cơm để họ ăn đó thầy. Con xem xong cái video mà con thấy
Thấy mình thấy đời bây giờ mà xã hội bây giờ đó, mà cái người dân mà họ vùng sâu vùng xa vùng cao đó, mà cái cơm mà họ không có ăn, họ phải ăn cái lá đu đủ để thay cơm, thì thấy chưa thầy? Sau đây con có xem tất cả một số kênh YouTube của anh em mà đã đăng đó, đi đến những cái chỗ vùng sâu mà của một số bà con mà còn nghèo, mà không có tới nỗi cái ăn, họ ăn lá đu đủ thay cơm, rồi họ còn cuộc sống nói chung là rất là kham khổ. Thầy xem những cái video này nghe thầy, rồi thầy mới rồi Những thấy đôi thầy chân thầy bé thầy nhỏ thầy thoăn thoắt thương. bước đi trên con đường mòn, vượt qua ba bốn ngọn núi với hàng giờ đi bộ. Hành trang đến trường của các em học sinh tại điểm Ngài Trò không phải là cặp sách bút vở. Khi đi học ấy thì là các em mang theo nước này, rau và mèn mén đồ ăn của các em, thì các em đi các em giữ gìn cẩn thận lắm. Thôn Ngài Trò có 65 hộ thì có đến 56 hộ là hộ nghèo. Ở nơi không có điện, không có nước sạch, cuộc sống còn vô cùng khó khăn này, thầy giáo Đình Huy là người gắn bó lâu năm nhất. Tôi lên đây công tác được 9 năm 6 tháng 15 ngày. Ngoài cái dạy học theo phương pháp của Bộ Giáo dục thì mình còn dạy về gọi là song ngữ đấy. Tức là mình vừa nói tiếng dân tộc vừa kết hợp để giảng bài. Là học sinh lớp 1, lớp 2 tại điểm trường lẻ, không có chế độ ăn trưa. Bởi vậy đã nhiều năm nay các em quen với việc góp bữa trưa cùng nhau. Trời nắng hay mưa thì cũng nấu ở đây thôi, bởi vì không 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 có bếp, không có bếp ăn, không có bếp nấu đấy. Vừa nhắc đến lại lại mưa ngay rồi, để đợi tôi tí. Khi mà tôi đã đến những cái trường của các cái trường thuận lợi, các bạn học sinh có chỗ ăn chỗ ngủ và điều kiện gia đình ấy, thần nộp tiền cho con ăn học buổi trưa, thì tôi cảm thấy học sinh của tôi quá thiếu thốn. Không phải riêng điểm này đâu mà 6 điểm lẻ toàn bộ người Mông ấy. Thầy có coi coi rồi thầy mới thấy cái cuộc sống bà con nghèo ở ở cái vùng cao, rồi thầy thấy rồi những vùng sâu vùng xa của tất cả bà con nghèo đó. Họ quần quật quanh năm suốt tháng mà không đủ cái ăn, rồi thầy mới thấy thương. Thay vì bây giờ con nói với thầy á, là bây giờ á, mình chùa mình đã lớn mạnh rồi thầy, đã rộng lớn quá rồi, chùa nào cũng vậy, giàu có quá rồi, cái chùa thì to bự, còn mấy thầy thì cũng đâu có thiếu cái gì nữa, mấy thầy đi ra đi xe hơi thì đâu có còn cái gì nữa đâu mà thiếu. Thì thay vì thầy con A Di Đà Phật, cái này con không có dám mà nhiều người nói là con giảng giải, nhưng con không có, con tại vì cái sự mà con thấy nó phản cảm, nó bức xúc cho nên con mới nói thôi, chứ con không có
con không có đủ cái đức để con lên con nói nha, nói cho với mấy quý thầy. Nhưng vì cái lòng bác ái con không chịu nổi, thay vì những quý thầy như hôm nay đã đầy đủ hết rồi, thì có một số cô bác Phật tử mạnh thường quân, con biết nói gì nói chứ đất nước Việt Nam chúng ta, cái người Phật tử, cái tinh thần họ rất là cao, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Cái người Việt Nam chúng ta là vậy. Người ta có thể có 100 ngàn, người ta sẵn sàng thấy người kia khổ, người ta có thể bỏ đi 50 ngàn để đi giúp. Thì thay vì mấy thầy là một vị chân tu, một vị thượng tọa, một vị trụ trì của một cái ngôi chùa lớn, thì mấy thầy nên khuyên cái người Phật tử mình cùng thầy đi trực tiếp đến những cái buôn làng hay là hoặc cái chỗ ấp xã nào của tất cả trong cái đất nước Việt Nam mình, chỗ nào mà cái người dân họ còn thiếu thốn, thầy giúp đi thầy. Chứ bây giờ mà mấy thầy cứ nằm ở đó như thầy, con thấy hôm hổm thì thầy cúng tiền thì cúng chuyển khoản, rồi tùm lum hết trơn, đủ thứ chuyện trò. Rồi bây giờ tạo ra cái app để khuyên người dân nạp tiền vô để được Phật phù hộ, mà có mệnh giá nữa. Con nghĩ thầy, cái bằng tiến sĩ của thầy công nhận là con nể phục A Di Đà Phật. Con không ngờ là thầy nghĩ ra được những vấn đề này luôn, thầy làm luôn đó. Thầy ơi, ở ngoài đời này thầy còn nhiều người, nhiều mảnh đời cơ nhở, nhiều mảnh đời vất vả lang thang, họ phải quần quật quanh năm suốt tháng mà không đủ cái ăn. Con xin mấy thầy có cái lòng từ bi bác ái thì hãy nên đi giúp. Đi giúp những mảnh đời đó đó. Mấy thầy muốn thành Bồ Tát, muốn thành La Hán, muốn thành tiên, thành Phật, thì mấy thầy theo Đức Phật thì mấy thầy phải làm như vậy. Hơn nữa mấy thầy có chức sắc, tiếng nói của mấy thầy có giá trị. Cái người Phật tử, thầy nói là thầy tới 8.000 Phật tử rồi. Trong 8.000 Phật tử của thầy đó, thì con bảo đảm với thầy luôn đó, thì cái số mà những nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng của trong cái Phật tử của thầy đó là rất là đông. Mà hơn nữa những vị đó, cái tấm lòng người ta, tuy rằng người ta là cái người Phật tử bình thường, nhưng cái tấm lòng người ta Bồ Tát hướng thiện. Con nói thật, có một số vị tu còn không bằng con cũng giống như mấy thầy vậy. Con cũng ở trong chùa chiền, nhưng con thấy riết rồi con thôi, bây giờ con không có còn nói nữa. Mình là cái người tu chính thống, là một cái người mà được xã hội công nhận, được trong cái hội Phật giáo công nhận mình, thì mình phải làm sao để cho chúng sanh noi theo cái tâm hướng thiện của mình. Một thầy thì hôm trước có lên thì thuyết giảng, Phật tử người ta hỏi tại sao chùa mà xây cất lớn quá rồi, xây làm chi cho bự cho to, mà cái người tu mình đâu có cần vậy thầy, đâu có cần quá trời như vậy. Tại mấy thầy nói thì mấy thầy nói diện cái cớ, mấy thầy nói cho nó, cái người Phật tử người ta cho qua chuông thôi. Chứ thật sự cái người tu là tứ đại giai không, có chỗ ăn, chỗ ngủ là mình còn cái gì nữa để mình muốn nữa. Có cái chỗ không có, có mưa, không có nắng, không có bị lạnh lẽo thì như vậy là tốt lắm rồi. Mà chùa bây giờ thầy thấy không, chùa mình bây giờ tất cả các chùa trên cái đất nước Việt Nam mình thì 100 cái chùa như vậy thì hết 60 cái chùa là to lớn rồi. Còn quý thầy thì 100 thầy thì hầu như là có xe du lịch đi hết 100 thầy rồi.
Tại sao mấy thầy không thấy như vậy mà mấy thầy không có cùng chúng sanh, cùng Phật tử để đi giúp những cái mảnh đời đó? Thầy đâu có cần bỏ tiền. Thay vì bây giờ những cái vị Phật tử đó, người ta mấy thầy cứ kêu đem tiền vô chùa cúng, con không cần như vậy. Cầm những cái đồng tiền đó khuyên những vị Phật tử đó mình đi cùng. Mấy thầy muốn thành Bồ Tát, muốn được người ta tung hô như thầy Minh Tuệ thì tại sao mấy thầy không làm những vấn đề đó? Đó là vấn đề thiết thực mà con đã từng thấy. Có nhiều người cơm họ chưa có ăn đó thầy. Đời bây giờ, xã hội bây giờ mà họ rất là khổ. Hôm trước có mấy cái đoàn thiện nguyện đi lên trên chỗ Gia Lai mà giúp đỡ bà con đồng bào ở Gia Lai. Còn thấy có một cái chú đó khoảng độ 60 mấy 70 tuổi gì, được một cái kênh YouTube quay đó, mà chú cầm 500 ngàn mà chú khóc. Chú nói từ trước tới giờ mà không có được cái tuổi đời chú như vậy đó, mà chưa có cầm được đến 500 ngàn. Chú khóc mà chú cầm tấm 500 ngàn đó. Chú rất là mừng. Cái anh YouTube đã hỏi chú là thường ngày chú làm cái ngành nghề gì. Chú nói chú lụm ve chai. Chú lụm ve chai. Anh YouTube hỏi chú là một ngày như vậy đó là bác lụm ve chai như vậy một ngày bác được bao nhiêu tiền? Một ngày như vậy đó là được 30 ngàn, 40 ngàn, rồi phải ăn uống. Thầy thấy không? Rồi một cái kênh YouTube kia quay cái chú kia cả một cái gia đình ở cái vùng đó, chú đi lụm phân bò để đổi lấy chén cơm để sống. Những em bé cơm không có ăn, áo quần chưa mặc, không đủ ấm. Con là cái người mà như được như thầy đó, là con không làm như vậy. Thầy ơi, ở ngoài xã hội bây giờ nhiều người cần sự giúp đỡ, nhiều cô bác lớn tuổi già neo đơn, cơ nhở không trốn nương thân, nhiều em bé vùng sâu vùng xa. Con thầy quay cho thầy thấy rồi đó, một cái trường học mà em bé vùng sâu vùng xa học mà chỉ ăn cái mì gói với cái gạo nấu ăn. Rồi nhiều mấy thầy gõ lên kênh YouTube, và tất cả các kênh YouTube của mấy anh với chị Phật tử, thầy thấy liền một số người đến giờ ăn đọt cái cây đu đủ để thay cơm. Mà mấy thầy không có dụng cái lòng từ bi mình để cứu vớt những người Phật tử bá tánh chúng sanh, mà mấy thầy cứ vài ngày cái tìm cái cách này tìm cái cách kia rồi để làm sao lấy tiền, làm sao để lấy tiền của người Phật tử thôi. Có mấy anh vô comment trong cái kênh của con hỏi con á, nói với con, còn có những vị thầy nữa nhưng con không có nói tên ra, hỏi con á là cái cúng dường Phật cho phép cái người Phật tử để cúng dường. Con nói thật với thầy, cho mấy thầy nghe rõ ràng, mấy thầy thì con không dám nhắc tới thì cũng như không thôi. Là tại sao những cái vấn đề này mình mới vô tu á, là mình đã được học rồi thầy. Con thì không bằng mấy thầy, không có bằng tiến sĩ, không có bằng giáo sư hay tiến sĩ gì, nhưng con cũng được học một ít giáo lý.
Nhưng mà con hiểu được. Người Phật tử họ rất là, con nó dám nói với thầy luôn, Phật tử người Việt Nam rất là tín ngưỡng cái đạo Phật. Khi con nói hồi nãy đó, khi gia đình mà có 100 ngàn thôi, nhưng mà khi chùa chiền cần làm cái Phật sự gì đó hồi trước kia, họ có thể dám chích 50 nghìn ra để làm gì? Để cúng Phật, giúp cho chùa làm vận hành cái Phật sự gì đó trong cái chùa. Nhưng mà cái người Phật tử đó, cái tâm của họ nghĩ như thế nào thầy biết không? Chính cái gia đình con, anh chị em con, dòng họ của con nè, con không dám nói tới cô chú bác khác bên ngoài. Cái người Phật tử trong lòng của họ muốn đem cái tiền này vô trong chùa, để cái chùa mình đó, tất cả những vị thầy, vị sư, vị ni, vị thay mặt cho họ để đi cứu vớt bà con bá tánh chúng sanh, ai mà hoàn cảnh mà không may mắn vận hành Phật sự xong thì còn dư lại cái tiền đó đó để đi giúp những mảnh đời cơ nhỡ, làm nhiều việc thiện ích cho xã hội, cho đời. Còn mấy thầy thì sao? Cứ lấy tiền xây cái chùa, con không biết xây bây giờ cái chùa nào chùa nấy thì không còn nào đường để nói nữa rồi. Quá lớn rồi. Ở ngoài xã hội nhiều người người ta không có cái chỗ ở. Rồi khi mà được cộng đồng mạng người ta hỏi mấy thầy trong cái buổi thuyết pháp thì mấy thầy trả lời đó là hỏi sao không giúp cái người nghèo. Thì có một vị thầy hôm trước nó con nói đó, nghèo là cái nghiệp, nghèo là cái nghiệp của chúng sanh, chùa không có bổn phận đi giúp họ. Rồi khi hôm trước hôm con nghe lại cái kinh, con nghe được cái kinh của cái vị thầy, cái vị Phật tử nào đó quay, là vị thầy đó lên nói là trích ngắn để nói không đúng sự thật. Trời ơi mấy thầy ơi, cái lời mấy thầy nói ở trên đây như cái lời con nói nè. Rồi mấy thầy cắt ngắn, chích ngắn cái gì? Nếu như thí dụ mấy thầy mà nói không có cái điểm gì mà sai trái, không có cái điểm gì mà làm hại đến bà con, làm hại đến tất cả mọi người, mấy thầy làm toàn là cái việc hữu ích, giúp tất cả mọi người, thì ai cắt ngắn, cắt xén video để cắt ghép làm gì? Còn người ta có thể không có dám nói lên những tiếng nói như vậy đâu. Còn mấy thầy đừng có nói là con ông này sao hỏi mấy thầy điều tra con, hỏi chỗ này chỗ kia để sao? Để không công nhận con là cái người trong đạo Phật giống như thầy Minh Tuệ. Con chấp nhận. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu con nói lên được cái tiếng nói của cái người Phật tử, của bá tánh chúng sanh, mà con có ở lang thang lứ thứ ở ngoài đường, ngoài xá gì đó, hay là con ở trong rừng, trong rú gì giống như thầy Minh Tuệ, con vẫn cam tâm, con vẫn chấp nhận. Con không có nói sai, con chỉ thấy cái chuyện mà mấy thầy làm viết càng ngày càng lố bịch, coi không có còn được nữa. Mấy thầy thấy rõ ràng không? Rồi khi mấy thầy làm như vậy á, cái người Phật tử người ta quay lưng với chùa chiền, người ta đã nhìn thấy hết rồi, cho nên mấy thầy có nói gì người ta cũng không có nghe nữa. Là tại sao? Còn những người mà còn mà nghe mấy thầy đó, con không biết là như thế nào. Con là cái người đạo Phật, con không có muốn ai bỏ cái đạo Phật mình hết,
Mà cái người Việt Nam chúng ta là rất là trọng cái đạo Phật, và họ rất là tôn kính cái đạo Phật. Tất cả những vị Phật tử con từng tiếp xúc, con đi chỗ này chỗ kia, con từng đến, con thấy cái lòng của họ thiệt. Tuy rằng họ là một vị Phật tử bình thường, nhưng mà ở gia đình, tại gia họ tu tập rất là trang nghiêm, cái tâm từ bi hướng thiện giống y như một vị Bồ Tát. Có nhiều vị như vậy, chứ không phải cái người con nói với mấy thầy á, đừng có nghĩ là cái người Phật tử người ta u mê hay là mấy thầy cho là ngu dốt hay gì đó, con không hiểu nha. Mấy thầy cứ nói như vậy không phải, tại vì cái lòng của người ta, cái lòng từ bi tôn kính Đức Phật, người ta mới đem tiền đến đây người ta cúng khi mấy thầy cần. Mà con nói hồi nãy đó, là khi họ cúng thì họ phát nguyện, cái tâm của họ, họ phát nguyện sao? Việc trước tiên cúng vô trong chùa chiền này để cho mấy thầy thay mặt Phật tử, thay mặt đại chúng, để mấy thầy đi làm những việc thiện nguyện, giúp ích cho đời, giúp ích cho xã hội. Mà cái người Phật tử đó, họ cái tâm họ nghĩ như vậy. Một ngôi chùa xây lên vài chục tỷ, 200-300 tỷ, 100 ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.000 ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân lên cái con số tiền cái mấy thầy tính bao nhiêu, chưa tính những cái vật dụng mà mấy thầy hiện tại mấy thầy đang sở hữu. Trong khi cái người Phật tử đó, ngày hôm qua còn có một chú comment nói là cái người Phật tử, những người Phật tử giàu họ mới cúng dường chứ đừng có nói gì, thầy đừng có nói vậy. Dạ mô Phật, hôm nay sẵn con nói luôn cái cho trả lời cho cái vị Phật tử đó luôn, cái cô bác anh chị gì đó hôm qua comment đó. Thưa cô, con đồng ý cái người giàu, cái người giàu đó tiền họ không có in ra được nha cô, hả chú gì đó, họ cũng phải lao động vất vả, nhưng mà mỗi người lao động một cách khác nhau. Trong khi cái người giàu đó đem tiền vô chùa cúng đó, thì cô phải suy nghĩ lại, cái người giàu này nè, họ phải tần tảo nè, tính toán, họ phải thức khuya dậy sớm đó, thuê mướn những cái người công nhân nghèo, những cái người nghèo đó, họ làm lụng vất vả, trong đó mồ hôi nước mắt biết bao nhiêu người mới có cái số tiền mà họ dành dụm để họ đem vô chùa họ cúng. Còn cái người nghèo thì nghèo, bây giờ người ta đi vô trong chùa người ta cúng thì đi bằng cái tâm, họ có một bó nhang hay là một nải chuối hay là hoặc một cái bó hoa gì đó, hay là có nhiều nhiều vị mà ở dưới quê á, nhà cửa họ vườn tược gì, có một ít vườn đó họ trồng được vài trái cây gì đó, họ bẻ họ đem vô chùa họ cúng. Con xin chư Phật chứng minh tấm lòng của con nói bằng tất cả những gì bằng tấm lòng của con, nguyện Phật chứng minh, nguyện Long Thần Hộ Pháp chứng minh cho con không có dám nói mà cái vấn đề gì mà để làm cho người Phật tử họ quay lưng với chùa chiền, con không có. Con chỉ muốn cầu mong những thầy, những cô, mình hãy nhìn lại tất cả, dừng lại là được rồi. Để cái người Phật tử họ không quay lưng với chùa chiền chúng ta nữa, A Di Đà Phật. Con mong các thầy, các sư trên mọi miền đất nước, mình nhìn lại bên ngoài có nhiều người,
còn đang chờ sự giúp đỡ của mình. Hơn nữa mấy thầy mấy sư, mình là người tu rồi, mấy thầy mấy sư giảng cái nghiệp, nghiệp quả. Con nói mấy thầy phải nhìn cho kỹ cái người đời, chứ tất cả mọi thứ trên đời này không có gì là vĩnh viễn, cả luôn mấy thầy, cả bản thân con. Kiếp người qua nhanh, không có ai mà sống đến lột vỏ đâu nghe mấy thầy mấy cô. Cho nên những gì mình còn có thể làm được cho bá tánh chúng sanh, cho tất cả những người dân mà mình yêu quý trên đất nước Việt Nam này, nơi sinh ra mình, mình tu, mình dù có thành tiên hay là thành Phật hay thành Bồ Tát, thì tất cả chúng sanh là ai? Là cái người từng cung phụng để cho mình sống, mình tu tập mới có ngày hôm nay. Con mong rằng qua video của con hy vọng thầy có thuyết giảng, thầy đừng có bày ra những cái trò mà thấy lố bịch như vậy nữa. Thay vì thầy làm những cái vấn đề đó thì thầy tạo những cái việc khác mà làm sao mà cho hợp với chúng sanh, giúp được cho chúng sanh làm những cái việc hữu ích thực tế, thì người Phật tử họ thấy thầy làm thì họ sẽ theo thầy. Nếu như mấy thầy, chắc mấy thầy không có đi được đến mấy cái chỗ mà dùng xa xôi hẻo lánh giống như con. Mấy thầy có cái dịp nào đó, rồi mấy thầy hỏi những cái chỗ nào đó mà bà con còn nghèo khổ nhất, rồi mấy thầy đến đó, mấy thầy sẽ chứng kiến, rồi mấy thầy về, mấy thầy thấy cái đôi dép của mấy thầy mang là có thể gia đình họ tiêu xài ăn uống gì đó trong một tháng. Xăng của mấy thầy đi để đổ vô xe du lịch đi đó, một ngày thì có thể họ, đối với họ là nửa năm. Có người mà đã đến cái lúc này mà cơm còn không có ăn thì mấy thầy nghĩ đi. Thì mấy thầy chùa chiền bây giờ to rộng lớn quá rồi thì không cần làm nữa. Con thấy ở trên cái đất nước Việt Nam mình còn nhiều chùa chiền, mấy thầy thấy không, vẫn đơn sơ. Nhưng mà người ta vẫn tu tập, vẫn làm nhiều việc tốt cho xã hội đó. Nói thì cô bác Phật tử có số biết số không thì thôi, bây giờ những cái vấn đề mà mình cần nên thấy đó, như cô bác anh chị đã từng thấy trên mạng đó, thấy bao giờ con nói như thiền viện của thầy Minh Đạo đó, mưa dột mà thầy Minh Đạo sao vẫn nuôi được nhiều trẻ em mồ côi cơ nhở, thầy vẫn cho ăn học đến có em thành tài. Mình tu hành thầy ơi, dù thầy có thành tiến sĩ giáo sư hay là chứng đắc Bồ Tát thì cái thân xác này cũng bỏ đi hả thầy, tất cả mọi thứ đều trả lại thế gian, thì mình gom góp để làm cái gì? Tại sao mà mình không có đi thực tế để cứu độ chúng sanh? Mấy thầy làm giống như con nói như vậy, cái người Phật tử người ta rất là kính trọng và quý mến, yêu quý mấy thầy. Con ở đây nè, con tại vì cái khả năng con không có,
con chỉ có hai cái bàn tay trắng, nhưng mà cô bác anh chị chỗ nơi con trú ngụ cần con làm những việc gì đó có ích lợi cho, việc trước tiên là ích lợi cho xã hội, việc thứ hai là cho ích lợi cho ba tánh chúng sanh, là con sẵn sẵn sàng con làm liền. Vì con nhìn thấy được một kiếp người qua thật là nhanh. Làm gì rồi thì mình cũng phải trở về. Nơi đây là mấy thầy đã nói là cõi tạm. Mấy thầy đã hiểu vấn đề đó, mấy thầy từng thuyết cho Phật tử nghe. Trần gian sao là cõi tạm? Thì cõi tạm này một đời người ngắn ngủi, có người thì được 60 năm, có người thì 30-40 năm, có người sống được 70 năm. Thì sao? Thì cũng hai bàn tay trắng, nhắm mắt ra đi. Cho nên con không muốn quý thầy đã đến bây giờ như thầy là được chức sắc, là được thượng tọa, mà hơn nữa thầy có bằng tiến sĩ. Những gì con nói thầy hiểu hết rồi. Thầy dạy từ những vị chức sắc trụ trì đại đức, những vị còn con thì con không dám nói đâu. Con học được của thầy mà con ngộ ra được cái cuộc sống này. Cho nên con hy vọng thầy có là ai thì thầy hãy quay lại chính mình nha thầy. Hãy trở lại với chính mình và hãy nhìn kỹ lại cái thực tế mình đang sống. Con có ít lời để gửi đến bà con Phật tử trên mọi miền đất nước, và con gửi đến những vị thầy, vị sư mà con vừa nói. Con nguyện chư vị hoan hỷ nếu như con nói chưa có đúng. Con chỉ nói bằng thật tâm, con thấy như vậy, con nói bằng cái tấm lòng của mình. Mong chư vị hiểu cho con và tất cả các Phật tử trên mọi miền đất nước. Nếu các bạn muốn hướng thiện, muốn làm nhiều được nhiều việc thiện, thiện lễ, xin nói cho tất cả các chư vị Phật tử hãy đi đến những vùng cao, vùng sâu để giúp ích cho bà con nghèo, những trẻ em mồ côi mà đang cần sự giúp đỡ của các vị. Trước khi kết thúc video, thiện lễ xin chân thành tri ân đến tất cả những bà con cô bác tấm lòng vàng, bà con cô bác những mạnh thường quân mà vừa qua có đi đến Gia Lai, quê hương của thầy Minh Tệ, giúp đỡ những cô bác anh chị nghèo. Thiện lễ không biết nói gì hơn, chỉ kính chúc cho các vị cuộc sống luôn sung túc và hạnh phúc ấm no và thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.